Đây là chiếc máy cassette nghe nhạc đầu tiên của thế giới, được sản xuất vào năm 1979. Nếu anh em nào search cái cụm từ cassette Walkman thì anh em sẽ dễ dàng nhìn thấy được cái form này, từ cái những cái box card thiết kế này cũng giống như BOP, toàn bộ đều thấy được cái hình dáng của em này, tại vì em này là được mệnh danh là huyền thoại nè, và được sử dụng rất là nhiều trong tất cả các bộ phim của Hollywood cũng như là MV, đặc biệt là MV Sơn Tùng của Việt Nam có sử dụng em này ha. Đây là một chiếc máy khá là đắt đỏ cũng như là cực kỳ hoài niệm. Lần này em về của chiếc máy của ông ta còn rất là đẹp nên hôm nay em làm video clip khoe về chất âm của em này. Em này được phát triển dựa trên cái phiên bản TCM100 á, rất là hay ha. Ok, bây giờ em sẽ test cái khả năng trên thành của em nó trước, sau đó thì chúng ta sẽ làm một video clip sau. Đây là phần volume rồi. Về chức năng thì em này cũng chỉ là những cái phím bấm cơ bản thôi, thì chúng ta sẽ có hai cái mức volume led và right tượng trưng cho hai kênh ha, và bên đây sẽ là cái phần chỉnh tone. Em này thì sử dụng hai viên pin như thế này đấy. Âm thanh stereo là chiếc máy TBSL2 ha, một trong những cái huyền thoại rất là giá trị của Sony Walkman. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.